Tại Hà Nội, để bảo vệ những đối tượng nguy cơ cao, bao phủ triệt để vaccine, thành phố đã và đang triển khai chích ngừa vaccine cho các đối tượng nguy cơ rất cao như các cụ già yếu, người bệnh nặng, người không thể di chuyển được. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, có những tổ tiêm chủng đến tận nhà để chích ngừa vaccine cho người dân. Hôm nay, trạm y tế này tiêm chủng mũi 3 vaccine cho người dân. Trong số đó có cụ bà 90 tuổi mới được tiêm mũi 1. Sau nhiều lần được chính quyền phường Nam Đồng vận động, động viên, hôm nay con trai cụ mới đẩy xe lăn đưa cụ đi chích ngừa. Sau tiêm 30 phút, sức khỏe của cụ hoàn toàn bình thường. Khi ra về, con trai cụ không giấu nổi niềm vui. Đó vì là các cụ già, các cụ đầu tiên thì bảo tôi không cần phải tiêm được. Thế sau là sau thì phường cứ động viên bảo thôi cứ ra tiêm đi, nhỡ nó xảy ra điều gì thì rất phức tạp. Thế nên là gia đình cũng cố gắng động viên cho cụ. Thế là hôm nay cụ ra cụ tiêm. Cũng là người cao tuổi, nhưng nhiều cụ đã chích ngừa mũi thứ 3 mà không cần đến sự vận động nào của chính quyền. Các cụ và gia đình hiểu rằng khi dịch lây lan rộng ở Hà Nội như hiện nay, chỉ có vaccine mới bảo vệ được mình. Hai lần trước cụ cũng tiêm ở phường rồi, đội ngũ y tế của phường rất là chu đáo, tận tình cả về việc tiêm cho cụ cũng như là hỗ trợ về mặt tâm lý, cho nên là gia đình rất yên tâm thôi. Nghĩa là hơn nữa là tiêm cũng rất gần nhà nữa, cho nên là lần này ra tiêm mũi 3 thì cũng hoàn toàn yên tâm thôi. Hai ông bà tiêm không có vấn đề gì cả, ông 90 tuổi, bà 80 tuổi. Đoàn mình có công an, phụ nữ, tổ dân phố đi xuống từng nhà một là báo, có nghĩa là mình đã giải thích cho các bác rất cụ thể. Và bây giờ nếu mà không tiêm thì khi các bác mắc Covid thì cái rất là nguy hiểm và mắc bệnh sẽ rất là cao. Thì sau khi các bác ngành đoàn thể vào thì các bác cũng đồng ý ra đây tiêm hết, ngồi xe lăn ra đây tiêm hết. Theo Trung tâm Y tế các quận huyện của Hà Nội, hiện nay mỗi quận huyện có hàng nghìn người có nguy cơ rất cao đang được vận động đi tiêm vaccine COVID-19. Đơn cử như quận Đống Đa có khoảng 1.000 người. Đó là những người già yếu, người khó khăn trong việc đi lại, người bệnh nặng. Sau khi vận động, có khoảng 100 người không tiêm và ký vào cam kết tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, vài hôm sau, hầu hết trong số này lại tự nguyện đến chích ngừa. Khi đi tiêm là chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về vấn đề nếu như xảy ra các cái sự cố thì vận chuyển cấp cứu ra làm sao, rồi là oxy với các cái thuốc cấp cứu như thế nào đều có các cái lực lượng hỗ trợ. Quá trình tiêm với gần 1.000 trường hợp vừa rồi thì không có trường hợp nào tai biến nặng xảy ra. Để tạo điều kiện cho những đối tượng nguy cơ rất cao được chích ngừa, nhất là những người yếu, liệt, không đi lại được, Hà Nội đã tổ chức tiêm chủng đến tận nhà tiêm. Tổ tiêm chủng có đầy đủ bác sĩ, công an, thành viên hội phụ nữ, hội người cao tuổi, mang theo phích vaccine, thuốc cấp cứu sốc phản vệ, bình oxy. Đặc biệt là Hà Nội trong thời gian vừa qua đã chủ động thực hiện cái việc tiêm chủng lưu động đến tận nhà, tiêm cho những cái người mà yếu thế, không tới các cơ sở tiêm chủng được thì sẽ được tiêm chủng tại nhà. Chúng tôi cũng đã thực hiện chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, ra soát các đối tượng mà cần phải bảo vệ để tiêm thật sớm những cái mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho người dân. Chúng ta thấy rằng là khi mà đại dịch tràn qua, nó sẽ không chừa một ai cả. Và tất cả những người nào còn sót lại trong cộng đồng và chưa được tiêm chủng, chưa được bảo vệ với vaccine thì đều có nguy cơ. Đặc biệt là những người mà có bệnh lý nền, những người mà tuổi cao, hệ thống miễn dịch kém sẽ không thể chịu nổi khi mà virus tấn công. Và khi mà những người này mắc bệnh thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là gây quá tải cho hệ thống. Đây chính là một trong những cái lý do mà để dự phòng không phải là chỉ có cái chủng Delta này mà còn dự phòng cho cả những cái chủng tiếp theo nữa như Omicron xuất hiện. Theo số liệu thống kê từ các bệnh viện, thời gian qua, ca tử vong do COVID-19 chủ yếu xảy ra ở những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, người chưa tiêm đủ mũi, người cao tuổi, có bệnh lý nền nặng. Chính vì vậy, mỗi gia đình cần chủ động bảo vệ người có nguy cơ cao trước đại dịch.